nói đi. Không có, con có khỏe, có chị hai đi đứng có vững vàng không? Giờ đâu có thấy mặt nhau là trong máy thôi, chứ đâu có làm sao mà là như hồi đó mà tay bắt mặt mừng được nữa. Cái ước vọng của mình thì không bao giờ thực hiện được là nắm tay nhau một lần. Còn cái tình đồng nghiệp cũ mà mình kéo dài như giờ đó thì mình thấy cũng là hy hữu lắm. Mong rằng là nó cứ vững mãi được với thời gian, với tuổi tác thì mình cũng ước mong vậy thôi. Dạ dạ. Em có đem quà của chị hai với anh hai gửi cho chị Mỹ rồi lát cái gì thời. Còn cái chuyện mà tình cảm mà mỗi năm cứ có cái chuyện lì xì, bởi vì cái cuộc sống của chị cũng kêu bằng thanh thản hơn nhiều bạn. Mà ở đây đó mấy bạn mà có thanh thản, có con cháu làm ăn được, vẫn cứu giúp những người bạn mà yếu kém về tài chính mà bị bệnh hoạn hoài. Còn em á, chị lúc nào cũng lì xì trước Tết. Thì cái đó là cái thông lệ mà chị rất quý mến, mà không biết làm sao mà nói hết cái lời cảm ơn. Luôn luôn là do trước Tết. Thì nó rộng đường cho mình làm công tác xã hội. Rồi còn bây giờ cái tiêu xài theo cái tuổi tác không còn tiêu xài, không còn ăn uống cái gì bao nhiêu không. Mà em thì vẫn nhớ mỗi lần thấy cầu tới thì là biết là trước Tết là đã có cái khoản tiền lì xì theo tục lệ rồi. Cái không biết nói là lời cảm ơn nào mà cho nó đầy đủ được hết. Thôi trong thâm tâm thôi, hoài hai tiếng nữa là cảm ơn, và thấy em vẫn giữ mãi cái tình bạn đồng nghiệp cũ như vậy là quá tốt, mà cũng không diễn tả được. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ, em chúc nha, em chúc nha. Dạ.